Chào mừng các bạn đã quay trở lại và mình là Supheo. Hôm nay video sẽ khác hơn một chút. Không phải bàn phím, chuột gaming, cũng không phải máy tính, không phải điện thoại, không phải laptop. Hôm nay sẽ là thứ để các bạn đặt mông lên để có thể sử dụng được những cái thứ mà mình vừa kể trên. Đây là ghế đến từ Airblue, chuyên dành cho game thủ. Cái ghế này lúc mình vừa mới đem về thì nó to một cách kinh khủng khiếp. Thực sự thì cái thùng của nó nặng gần 30kg và to gần bằng cái tủ lạnh. Sau khi mở thùng ra thì thấy bên trong có rất nhiều thứ, các loại bộ phận từ lưng đến kê tay đến đế ghế rồi là bánh xe, ốc vít, rất nhiều thứ được sắp xếp riêng biệt. Cơ mà may mắn rằng mình là người đã từng có kinh nghiệm là tháo lắp rất nhiều các loại ghế khác nhau, thế nên là lắp cái ghế này cũng không thực sự khó khăn lắm. Sau một hồi vật lộn là lắp bánh xe vào trong cái phần đế hình ngôi sao có 5 chân này, rồi nào lắp cái trục này, lắp đáy ghế lên này, lắp lưng này, lắp kê tay này, bla bla bla, lắp xong tất cả mọi thứ rồi. Và đây là thành phẩm của chúng ta, một chiếc ghế Airblue Professional Gaming Chair và có thể đặt mông lên ngay lập tức. Sau khi lắp xong thì mình đã thấy không thể nào hoãn được cái sự sung sướng này lại và đã nhảy lên như một thằng dở hơi để kiểm tra xem ghế nó chắc chắn không. Và phải công nhận rằng ghế làm rất chắc. Mình có làm vài bài yoga cũng như là một số tư thế cơ bản trên chiếc ghế này và cảm giác nó không hề bị nghiêng, bị chao đảo hay bất kỳ bộ phận nào đó có vẻ ọp ẹp. Cảm giác cực kỳ chắc như cái bàn thạch luôn. Sau khi lắp xong một cách hoàn chỉnh thì các bạn cũng có thể nhìn được một cái nhìn tổng quan để xem cái ghế này trông nó ra làm sao và nó hợp mắt với các bạn hay không. Chiếc ghế mình có ở đây là màu tông đỏ đen, nhìn khá đậm chất game thủ và hổ báo. Thế nên mình nghĩ rằng nếu là game thủ thì có lẽ sẽ không vấn đề gì mấy cái màu này cả. Bởi vì thực sự mình không phải fan được màu đỏ, cứ mà nhìn cũng thấy rất là đẹp. Về chất liệu thì ghế này được làm từ da PU. Được quảng cáo là da PU cao cấp thì khi mình sờ vào cảm thấy rất là dễ chịu. Chất liệu da có vẻ rất bền và từ cào móng tay vào thì không thấy bị sờn da. Đường chỉ khâu sắc nét và thường là khâu chỉ đôi đi xung quanh viền. Vậy nên cái việc ghế này có thể bung chỉ dường như là không thể xảy ra. Các bạn hoàn toàn thể yên tâm. Cái phiên bản ghế màu đỏ đen này được làm kiểu nhìn khá là đẹp, tức là ở giữa lưng sẽ là một đường dọc đỏ chạy xuống và chạy qua cả mông luôn, hai bên màu đen. Và chúng ta có hai cái tay để kê hai bên, thì hai cái tay này có thể điều chỉnh rất thoải mái, chúng ta có thể nâng nó lên, hạ nó xuống và thậm chí có thể kéo ra và xoay một vòng xung quanh, tức là cho cái phần to về đằng sau và cho phần nhỏ ở đằng trước. Đây là điều hoàn toàn thể làm được. Và hai bên gáy, nếu bạn nào lùn thì sẽ là hai bên má, chúng ta sẽ hai cái lỗ. Cái này thì em lưu bảo lỗ để cho lưu thông không khí, thực sự mình thấy nó không tác dụng lắm. Ngoài cái việc là về sau các bạn có thể kiếm một cái gối kê cổ và chúng ta có thể buộc vào đây. Ở phía dưới đáy ghế các bạn sẽ thấy là có hai cái thanh để điều khiển. Một thanh là để điều khiển độ cao của mặt ghế. Cái này thì có lẽ đã quá quen thuộc rồi, bởi vì gần như ghế văn phòng nào cũng có. Còn cái thanh còn lại là để điều khiển cái độ ngả của ghế ra đằng sau. Cái ghế này thì không ngả được quá nhiều như các loại ghế khác, tức là các bạn sẽ không thể nằm ra được đây để ngủ đâu. Nó chỉ ngửa ra một góc, theo như mình tính thì rất là khoảng tầm 130 độ mà thôi, chứ không thể nào được kiểu tầm 170-180 độ để các bạn thể nằm ngang được đâu. Về cảm giác của cái đệm thì đầu tiên là nó êm, ngồi mát mông, không bị nóng. Nhưng mà ngồi vào lưng ấy, cái phần lưng này thì sẽ hơi nóng, bởi vì các bạn sẽ không có gối đệm lưng cũng như không có gối đệm cổ, lưng các bạn sẽ phải nằm sát vào đây. Nhưng mà được cái là rất êm và chắc chắn. Phần bánh xe cũng là một điểm cộng, khi bánh xe làm rất chắc chắn và trượt rất trơn, cực kỳ dễ chịu luôn. Cái ghế này khi các bạn mà dùng để làm việc ấy, tức là làm việc ở trên bàn ở bên này mà lại có thứ gì đó bàn bên kia, lắc mông phát trượt từ này sang bên kia luôn, cực kỳ dễ chịu.
Một số điểm nữa mình thích ở cái ghế này đó là cái phần chân. Chân được làm rất rộng và dài ra, cũng như cái thiết kế cái vỏ bọc nhựa nhìn rất gamer, nhìn nó cứng cáp và khỏe khoắn. Và chính vì cái phần chân đế này là thiết kế nó nhô dài ra xung quanh, các bạn có thể đặt chân lên đây luôn, ngồi cũng rất là dễ chịu. Vậy cuối cùng chốt lại cái video này thì mình đã đem đến cho các bạn những cái gì? Thứ nhất là một chiếc ghế đến từ hãng Airblue, cũng khá là có tiếng trong thị trường Việt Nam thời gian vừa qua. Chúng ta đã có rất nhiều cái mẫu tai nghe chuột bàn phím bây giờ có ở ghế chơi game luôn. Về chiếc ghế chúng ta có một thiết kế cực kỳ khỏe khoắn và chắc chắn, đậm chất game thủ. Các bạn sẽ có khả năng tùy biến cao, ví dụ như là nâng chiều cao của ghế này. Các bạn có thể nâng chiều cao của phần kê tay và xoay kê tay cũng như là ngửa lưng ra sau, mặc dù ngửa lưng không được quá nhiều. Các bạn sẽ gặp phải một điểm trừ ở đây, đó chính là không có gối kê lưng và không có gối kê cổ. Còn về chất lượng sản phẩm, tức là cái độ hoàn thiện, thì mình có lẽ phải đánh giá rất cao Airblue. Bởi vì từ chân đế đến bánh xe, trục xoay, rồi là tay kê, rồi là cái chất liệu bọc da, tất cả đều cảm giác rất chắc chắn và hoàn thiện tốt. Mình đánh giá rất cao Airblue khi họ làm được điều này. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ về chiếc ghế Airblue Cobra Professional Gaming Chair, ghế chơi game chuyên nghiệp. Hy vọng các bạn cảm thấy video này vui vẻ và hữu ích. Nếu thấy video này hay thì đừng quên bấm like và subscribe để theo dõi các video công nghệ và hài hước hơn nữa trong tương lai, và mình sẽ làm video đều hơn. Nếu có bất kỳ gợi ý gì về sản phẩm nào muốn review hay góp ý trong video này thì mình rất mong các bạn chia sẻ bình luận của mình bên dưới, và mình sẽ sớm gặp lại các bạn sau. Xin chào. Testing. Ý là ghế rất sướng, kiểu này.